Theo thông tin được VinFast công bố, tính đến 8 giờ sáng ngày 8 tháng 1, đúng 48 tiếng sau khi mở bán, hãng xe Việt đã nhận được tổng cộng 24.308 đơn đặt hàng cho hai mẫu ô tô điện VF8 và VF9 trên toàn cầu. Trong số đó, có 15.237 đơn dành cho VF8 và 9.071 đơn dành cho VF9. Hiện tại, VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt sớm, kéo dài từ nay cho đến hết ngày 6 tháng 4. Cụ thể, với số tiền cọc trước là 10 triệu, người dùng sẽ được tặng voucher mua xe trị giá 150 triệu dành cho VF8 hoặc 250 triệu dành cho VF9. Bên cạnh đó, khách mua xe sẽ được tặng gói tính năng ADAS và Smart Service trị giá 132 triệu, tặng gói nghỉ dưỡng tại biệt thự biển Vinpearl cho 4 người trong 7 ngày khi mua xe, tặng bộ sạc di động và ngoài ra còn được ưu đãi thêm 30 triệu khi chuyển từ xe xăng sang, sang xe điện tương tự như VinFast VF E34 đã được mở bán tại Việt Nam trước đó. VF8 và VF9 được phân phối theo hình thức cho thuê pin, người dùng được thay pin miễn phí khi dung lượng sạc xả của pin xuống dưới 70%, cùng với đó là chính sách bảo hành 10 năm. VinFast VF8 và VF9 được trang bị các tính năng tự hành cấp độ 2 cộng, cho các phiên bản Eco và Plus cùng các ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh như bộ ứng dụng ngôi nhà thông minh, văn phòng di động, mua sắm trên xe, giải trí trên xe. Về khả năng vận hành, cả hai mẫu xe này đều được được trang bị động cơ điện có công suất 402 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 640 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh. Dung lượng pin sẽ có sự khác biệt, với VF8 phạm vi hoạt động tối đa trên bản Eco là 460 km và 510 đối với bản Plus. Trong khi đó, bản Eco của VF9 sẽ có khả năng di chuyển lên tới 485 km ở bản Eco và 680 km ở bản Plus. Xe cộ,